Trầm Phương xin chào tất cả các anh chị em các bạn. Bộ đội Biden Obama hợp lực đối đầu ông Trump ở Pennsylvania. Thưa tất cả các anh chị em và các bạn, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama chuẩn bị đối đầu cựu Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần này ở bang Pennsylvania, đánh dấu tầm quan trọng của bang chiến địa này trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ. Ông Biden và ông Obama sẽ tổ chức meeting vận động cho Phó Thống đốc John Fetterman và Tổng trưởng lý Josh Shapiro ở bang Philadelphia vào ngày 5 tháng 11 giờ địa phương. Trong khi đó, ông Trump sẽ xuất hiện tại cuộc meeting ở La Jolla cho ứng viên Mamasa chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ và ông Don Marciano, ứng viên tổng thống. Pennsylvania trở thành áp chủ bạn. Cuộc chạy đua ở Pennsylvania phần nào phản ánh tình thế sắc sao đang diễn ra trên đường đua thượng nghị viện. Các cuộc khảo sát đến từ Đại học Emerson và báo Hill công bố vài ngày trước cho thấy ông Hart giành trước đối thủ Fetterman, cho phép hình dung một bức tranh đang theo hướng tích cực cho các ứng viên đảng Cộng hòa. Vì 26 tháng 10 tham gia buổi cung cấp thông tin cho trung tâm báo chí nước ngoài tại thành phố New York, bang New York, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức ông John Joe Biden, cựu tổ chức Joe Biden cho phép trụ sở Utica, New York. Cũng nêu lên những tiểu bang đang trong thế giận co trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ. Theo ông, danh sách này bao gồm New Hampshire, North Carolina, Wisconsin, Florida, Ohio, Arizona, Georgia, Nevada, Iowa, Utah và tất nhiên có cả Pennsylvania. Bên cạnh đó, trong khi các sự kiện ở Pennsylvania vào hôm 5 tháng 11 đóng vai trò quan trọng cho các ứng viên có tên trên lá phiếu vào cuối tuần sau, cần lưu ý Pennsylvania giờ đây trở thành khởi điểm cho cuộc chiến do ông Biden và người tiền nhiệm Trump. Nếu rà soát khắp các tiểu bang chiến địa, Pennsylvania thực sự mở ra một chiến trường lớn nhất. Cựu tổng thống bang ở Scottsdale trả lời phỏng vấn: đây là phiên bản thu nhỏ của cuộc bầu cử. Tôi cho rằng Pennsylvania sẽ là phép thử tốt nhất, ông nhận định. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã nắm chắc chiến thắng trong tay sau khi giành được 20 phiếu đại cử tri của bang này. Năm 2016, ông Trump lại là ứng viên đoạt được bang Pennsylvania. Thế nhưng mọi thứ đang thay đổi. Theo cuộc khảo sát của Đại học Emerson và Đại học, chỉ có 39% số cử tri tiềm năng ủng hộ những gì ông Biden đang thực hiện trên cương vị tổng thống. Báo cáo đảng Cộng hòa, FBI thối rữa đến tận gốc rễ. Thưa tất cả các anh chị em và các bạn, ngày 4 tháng 11, nhóm thành viên đảng Cộng hòa của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ công bố báo cáo mới nhất với nội dung cáo buộc cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã bị chính trị hóa và bị thối rữa đến tận gốc rễ. Báo cáo gồm có 1.050 trang dựa trên thông tin thu thập được từ 14 người tố giác đến từ nội bộ FBI. Nguyên văn văn bản tài liệu được đăng tải trên trang SIPCOP, dịch vụ đăng ký danh sách điện tử của Mỹ. Khá đơn giản vấn đề. Sự thối rữa bên trong nội bộ FBI bắt nguồn từ diễn tiến đến từ Washington. Theo báo cáo, FBI, cơ quan hành luật hàng đầu của Mỹ và cơ quan mẹ Bộ Tư pháp đã trở thành những thể chế chính trị. Báo cáo đề cập những chi tiết cho rằng lạm dụng như quan hệ bí mật giữa FBI nhận thông tin cá nhân về những người dùng bảo thủ từ Facebook mà chưa nhận được sự đồng ý của đương sự hoặc chạy qua quá trình pháp lý để cho phép tiến hành cận hợp pháp những dữ liệu này. Những người tố giác còn nói FBI quay lưng trước hàng chục vụ tấn công nhằm vào các tổ chức chống phá thai. Các phụ huynh phát biểu trước những cuộc họp ở trường nhằm phản đối những chính sách gây tranh cãi cũng như bị các nhà điều tra liệt vào nhóm nghi là khủng bố. Cùng lúc đó, cựu quan chức FBI ông Timothy Tipton đã ngừng cuộc điều tra về những thương vụ nước ngoài của ông Hunter Biden, con trai tổng thống Joe Biden, cũng như tìm cách ngăn cuộc điều tra được mở màn một lần nữa. Đầu tháng 10, tờ Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết các đặc vụ liên bang Mỹ điều tra ông Hunter Biden cho rằng đã thu thập được bằng chứng để có thể khởi tố ông về các cáo buộc phạm tội liên quan đến thuế và khai man liên quan đến việc mua súng. Cách đây vài tháng, các đặc vụ xác định họ đã thu thập được bằng chứng chống lại ông Hunter Biden. Tuy nhiên, các công tố viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ mới là người cuối cùng quyết định có nên tiến hành khởi tố trong những vụ mà họ cho là có bằng chứng đủ mạnh để dẫn tới việc kết tội tại tòa hay không. Nước Mỹ không còn là nước Mỹ nếu Bộ Tư pháp đối xử phân biệt đối với người dân. LT dẫn lời nghị sĩ Jim Jordan, thành viên cấp cao thứ hai của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Chưa có phản ứng chính thức từ Đảng Dân chủ về các cáo buộc trên. Trân Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chúc tất cả các anh chị em và các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Đừng quên nhấn đăng ký, like cũng như chia sẻ ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình sau.